Dao phẫu thuật siêu bén được bọc rất kỹ tránh vi khuẩn. Đây là cán cầm và lưỡi dao sẽ được nhét vào trong đây. Cọng tóc rất mỏng nhưng chỉ với một lực ấn nhẹ là đã đứt làm đôi. Tờ giấy thì chưa kịp nhăn thì cũng đã bị cắt rất ngọn. Khi bước vào phẫu thuật, bạn chưa kịp cảm nhận thì con dao này nó đã cắt xong rồi.